Nghe chưa? Nghe Chưa chưa con? nghe luôn hả? Chưa chưa. Trời ơi. Đó đó đó, Nghe trời ơi chưa? Chết chết con. Ê ê nghe chưa Nghe con? chưa? Ừ, nó nghe rồi thầy ơi, nó nghe rồi, nó nghe rồi. Vỗ tay. Trời ơi. Con ngồi đây tí thầy lại nha con. Ok, lại tới nha. Thầy lấy rồi đó. Rồi, con ngoan nha. Để thì hôm nay á thầy đến đây là để giúp đỡ bà con ở đây. À thì thầy thì nói chung là thầy giúp miễn phí rồi, chỉ có tiền đưa chuyển khoản thầy được rồi, chừng 50 triệu thôi. Ủa nghe nói bệnh nhân đâu rồi? Đây đây, để em mời bệnh nhân vô ạ. Rồi bệnh nhân đúng không? Bắt vô, bắt vô. Vô đứng lên con, đứng lên. Vô bệnh nhân vô. Vô vô lẹ lên. Vô đi. Vô vô vô. Vô. Này chị bà nãy sáng nói bệnh gì? Cầm điếc. Bị điếc không? Đây, trời cái điếc này đơn giản, cầm kiếm ơi. Chưa ông nội không phải. Gì? Không phải tôi, dẫn con theo kìa ông nội ơi. Ủa? Con hả? Ổn rồi, đây. Con, nè, thấy không? Trời ơi trời, thằng con gì mặt già thằng cha vậy? Mặt nó là biết bệnh rồi, tôi ông ừ, phải tôi. Ai mà biết đâu, tưởng ông bệnh. Nhìn đây nè con. Sao mặt ngu vậy? Nhìn dữ à. Gỡ nó hay. Thôi thầy chỉ em nói đi nó. Này bệnh gì? Nó làm gì nó đơ đơ vậy hoài đó, nó không có nó nói năng gì được chứ á. Này dấu hiệu bị điếc nha. Thôi coi. Nói không nghe nó làm vậy đó. Không nghe phải không? Có thầy chỉ gì. Ừ, trời ơi. Ca này dễ ớt. Thầy làm có ngàn ca rồi. Nè. Cố lên coi con. Nè. Nè khoan từ. Ơi. Nghe chưa? Nghe chưa con. Nghe luôn hả? Chưa chưa. Trời ơi. Đây, không con? Từ từ. Nghe không? Được không thầy? Chưa thấy nó bắt ổn vậy. Trời ơi. Được không con? Được không? Để từ, để từ. Hình như là thầy chưa dẫn nội công hay sao không? Để thầy dẫn nội công với nha. Gắng cố lên nha con, cố lên nha. Gắng cố lên con. Ngồi nãy giờ lâu rồi ha. Thầy sao chị không chị ông ngủ hay gì mà ông lắc vậy? Ngủ đâu ngủ. Ngủ nhịn mắt nhắm mắt mà không ngủ. Thầy đang nói chuyện với cái chỗ trên. À vậy hả? Vậy. Làm phiền thầy sao được? Rồi 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 ok thầy làm đi. Chứ tưởng thầy ngủ. Thầy nói chuyện chỗ trên rồi. Ca này dễ ạc à. Dễ ạc. Không thầy, khó gì thầy chứ. Thầy dán giúp đi, dán giúp. Ừ. Con, nghe không? Dạ gần gần được rồi con ơi. Cố lên con ngồi đi. Chuẩn bị nè. Được thầy sao thấy nó bắt ổn kìa kìa ơi. Nghe chưa? Nghe không? Ở chưa nghe trời. Chưa nghe luôn. Cố lên con. Nghe chưa? Chưa luôn. Được không thầy? Ê, mày dùng hết công lực của thầy mới được. Làm cái nữa coi. Chứ nó cũng nặng dữ lắm rồi. Đó đó đó. Ơi, nghe chết, chưa? Ê ê nghe chưa? Nghe con? Chưa? Nó nghe thầy ơi, nó nghe rồi, nó nghe rồi. Vỗ tay. Trời ơi, hay quá thầy ơi, thầy quá. Vỗ tay coi. Hay quá, hay quá. Thấy chưa? Trời ơi, thầy nó nói rồi. Con nghe chưa? Thầy nó quá đơn giản một. Thầy. 1. 2. 1. Nghe kìa. Đây nè. Đó, đó, một. Nó nghe rồi thầy ơi, nó nghe rồi. Thầy ơi, nó nghe thầy rồi kìa. Trời ơi, vỗ tay. Rồi, hay quá. Thấy không? Ê, sẵn đó hả? Chị. Thầy chị nói luôn đi. Hình như nó nói không được nữa nè. Nó bị gì á? Bị câm nè. Ừ nè. Ừ. Đó, đó. Nó cứ con kêu nó cứ làm gì hoài đó. Đi sao? Nghiệp nặng quá con. Vậy hả? Ừ. Thôi vậy thì dán giúp giúp hết đi. Vũ khí đá vậy phải không? Mặt nó hơi già hả? Ừ. Ai nói vậy chứ? Hàng Di bị mấy này phải rồi. Cái chuyện kéo lử là chị thầy dạy hơn ngàn ca rồi. Cố lên con anh. Dán kéo lử là bình thường với thầy. Dán 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 lên, dán lên, dán lên. Dán kéo lử phải không? Dán lên. Đây lấy ra. Đây ra. Ơi ơi, có sao không con? Nè nè nói nha. Ba ba không có ở nhà nó kêu tôi bằng má không mà. Má hả? Ừ hiểu, hiểu rồi. Hả hiểu rồi á. Hiểu rồi này. Hiểu rồi nãy nhìn không biết sao. Hiểu rồi nè. Kêu đi con. Má kêu đi má. Má đánh má. Trời ơi hiểu chưa? Vỗ tay. Trời ơi kêu chưa? Kêu ông ngoại đi con, ở nhà còn ông ngoại nữa. Ông ngoại con. Ông ngoại thương con lắm đó. Hình như hai tử nó không được á. Vậy hả? Ừ. Thầy thầy làm lại cái nữa coi nó được không? Thầy làm cái nữa nha. Thầy cái này chắc nó được nha.
cái từ này nói được, tại vì nói hai từ cũng được á, mới á. Đi nửa con ok, là nói được rồi nè. Thơm thảo cho thầy. Ơi nói được. Ôi ơi ơi nè, ông ngoại ta nói là cụ đúng không? Cụ kêu đi con, kêu đi, kêu đi. Trời ơi, chưa thầy nghe kỹ chưa? Vỗ tay coi thầy nghe kỹ chưa? Chứ cụ bỏ nghe thôi, nó nói cái gì nói lại vậy con. Đây ra 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 ghép hai từ đây nè. Ừ đúng rồi, hai từ đúng không nè. Má, má thôi chưa nè. Hay quá cụ ơi, cụ cụ thôi vừa nào là nè cụ mụ má. Hay quá, hay quá, hay má. Quá, mừng quá. Má cụ má. Ờ thôi 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 à, vậy được không? Nó nói nhiều không tốt luôn. Thầy nói nhiều không tốt luôn. Nó nghe nó sai sai vậy á. Không nghe sai đâu, đúng rồi thôi. Hết đó. Thôi vậy là cũng mừng rồi, nó nói. Đó thôi giờ ngồi ghế đợi đi nha. Ừ. Thôi dán con coi nghe là mừng. Nhân ấy nha. Con thơm thảo nha, có gì đâu. Thôi nói chung là thầy giúp giúp người giúp thầy. Rồi 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 rồi. Cái chuyện mà tiền bạc đối thầy không quan trọng. Rồi rồi, gửi con dẫn nó ra đây vậy là mừng lắm. Gửi ra 5-10 triệu rồi nha. Rồi ra đây còn cái gì mà đông vui dữ ta. Mình còn về tại số vô bán thôi được không? Mà bán bình thường chắc không mua đâu. Giả bộ què đi. Còn bệnh nhân nào không? Còn hai còn đâu? Này, ủa này phải không? À, đúng rồi, đúng rồi. Bắt luôn, bắt lên. Trời ơi, ca này. Ê, mấy ông phụ tôi coi. Ca này tôi cho nổi luôn nè. Sao thấy nó, ơi. Nó khổ vậy? Bưng lên. Trời ơi, nè. Bên đây. Nó ngồi được không? Này nè. Móc quay quay phim lít. Quay phim lại. Làm ca này là nổi luôn. Cái chuyện mà bẻ giò nè, đi lại được là bình thường với thầy. Đúng không? Hay quá. Ừ. Rồi. Nè, mày bẻ giò không? Đây. À! À! Rồi. Đi chưa? Đi được chưa? Chưa. Đau quá. Chưa hả? Ừ. Đây từ. Cho mượn cái đậu cũ đi. Này nó chưa đâu. Ừ. Đây. Nè, để thầy làm chiêu cuối cùng thôi. Nào quay phim, quay phim. Bao nhiêu like rồi? 3.000, 3.000. Rồi. Rồi rồi rồi. Rồi lên 10.000 luôn rồi thầy ơi. Gì hả? 10.000 luôn rồi. Gì hả? Bữa cái này lên cái nữa là lên 3.000. Ê khoan. Dạ. Tôi vô đi bán cái số rồi ơi. Đâu què gì đâu. Mày bán số mày vô làm gì mà đi lết lết vậy? Thì vậy cho tao thương tao mới mua. Hên mày mày vô đây mày bán cái số đó. Không nó gõ lại vô mày què thiệt luôn đó. Mày mua không? Đâu số gì hả? Số xấu mày ơi. Rồi thôi cảm ơn ạ. Lẹ lên. Khóa không à. Đang live stream. Chứ cái bỏ nghề cái ngày luôn đó.